Nữ lao công của thẩm mỹ viện trực tiếp phẫu thuật cho khách. Sáng 12 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ Kang Jin, địa chỉ 368 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở thẩm mỹ Kang Jin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thẩm mỹ như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận cơ sở không trang bị thùng rác chuyên dụng có nắp đậy tại khu vực cung cấp dịch vụ, không trang bị thùng rác chuyên dụng theo quy định để thu gom, lưu trữ rác thải nguy hại, vứt rác thải y tế cùng rác thải sinh hoạt trên vỉa hè trước cơ sở kinh doanh. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhân viên cơ sở này là TTT đang thực hiện cung cấp dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho một khách hàng. Qua làm việc, bà T khai nhận chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở, không có bất cứ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nào. Bên cạnh đó, cơ sở này cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 200 sản phẩm vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy, filler, botox, sụn mũi.